Thì trả lời một vài câu không thể hết được, nhưng mà có thể giới thiệu với em là nếu như môn sử nó chán như vậy thì sẽ không có 1, 2, 3, 4 anh ngồi đây rất to cao đẹp trai ngồi đây. Các anh làm rất nhiều nghề khác nhau, nhưng các anh cũng là một nhóm nghiên cứu về lịch sử thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Hôm qua chúng tôi vừa có cái buổi tổ hội thảo nhỏ nội bộ, và các anh ấy là hoàn toàn không có công việc hàng ngày, các anh là không liên quan gì đến môn sử cả. Như anh Hoàng là nhà báo thì cũng có một chút, chứ còn các bạn này là kỹ sư điện rồi thì kỹ sư IT. Nhưng mà đơn giản là điều lịch sử chính là cái dòng chảy của cuộc sống của chúng ta. Còn thì nếu mà để trả lời một cách ngắn gọn nhất ấy, để làm thế nào để cho môn sử nó hấp dẫn ấy, thì cái này ấy, nếu mà muốn rõ hơn thì em đọc cuốn sách của tôi, đọc xong cái chắc hết chán ngay, là môn sử không chán như em tưởng. Ở đây tôi biết hết rồi, nên tôi chỉ nói ngắn gọn một điều này. Môn sử nó chán ấy là vì giáo viên không làm cho học sinh suy nghĩ và không để cho các em suy nghĩ. Tại vì là nếu như để cho suy nghĩ thì sẽ không ngủ gật được. Chắc chắn, bạn nào học giờ của tôi chắc chắn ngủ gật. Ở đây học trò tôi mời kia, đố giờ tôi ngủ gật được. Và tôi sẽ xách lên. Tại vì này, đơn giản là điều này. Ngủ gật là bởi vì bộ não của cái người ngồi đấy nó không hoạt động. Khi hoạt động thì nó ngủ thôi, chuyện đó rất là bình thường. Thì quan trọng ở đây tôi nói một cách đơn giản nhất về nguyên lý của dạy lịch sử này. Dạy lịch sử hôm qua tôi có nói cái tâm sự với anh em ấy. Nguyên tắc đầu tiên của dạy lịch sử là phải cho học sinh, sinh viên tiếp xúc với tư liệu. Nhưng giáo